Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, uống nước nhớ nguồn là một chân lý đã ăn sâu vào tiềm thức cũng như là phong tục tập quán của ông cha ta từ bao đời nay. Cũng bởi vậy, vào các ngày rằm, mùng 1 đầu tháng âm lịch hay là trong các ngày lễ Tết thì việc chuẩn bị hoa quả cũng vô cùng là quan trọng. Hoa quả là một trong những thành tựu cuối cùng để con người thụ hưởng từ cây cối. Ý niệm ra hoa kết quả thể hiện mong muốn sự viên mãn đầy đủ, đồng thời là những điều trang trọng nhất của người Việt muốn dâng lên thần linh, mong muốn phù hộ những điều tốt đẹp. Mặc dù vậy, không phải muốn trưng bày loại quả nào lên bàn thờ cũng là tốt. Theo quan niệm phong thủy học, có một số loại quả cấm kỵ đem lên bàn thờ cúng kẻo tan gia bại sản, tiền tài hao hụt lần lượt đội nón ra đi hết. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những loại quả tuyệt đối không được cúng vào ngày sáng mùng 1 hàng tháng. Càng cúng thì càng mang tội. Người dân có rất nhiều sự lựa chọn trong việc kết hợp các loại quả khác nhau để tạo thành quả hài hòa đẹp mắt bày lên bàn thờ. Tuy nhiên, theo phong thủy cũng như là theo quan niệm của từng vùng miền, có một số loài hoa quả không nên thắp hương dịp Tết. Ví dụ, người dân miền Nam sẽ không bày chuối vào mâm ngũ quả bởi chuối phát âm gần giống với từ chuối hay là từ núi, thể hiện sự thua kém không phát triển được. Dưới đây là một số loại quả không nên dùng để thờ cúng. Hoa quả quá già, quá chín. Việc đặt hoa quả quá già, quá chín lên bàn thờ sẽ khiến cho người dân không thể trưng được lâu mà có thể chỉ được trong ngày. Trong những ngày Tết thì việc thay mâm ngũ quả hàng ngày là điều vô cùng khó có thể làm được. Không những thế, hoa quả chín nẫu sẽ thu hút nhiều loại côn trùng như là ruồi, muỗi, bọ đến và vô tình làm ô uế không gian thờ cúng. Vào dịp này thì cần phải giữ cho bàn thờ tổ tiên luôn tràn đầy sinh khí và sự ấm áp trong khoảng thời gian khá dài từ 30 Tết cho đến ngày hóa vàng. Gia chủ nên chọn những loại quả có thể trưng bày được lâu hoặc là quả có độ chín vừa như là dừa, táo, bưởi, chuối xanh. Quả có gai nhọn sần sùi. Theo quan niệm phong thủy thì nếu gia chủ dùng những quả có gai nhọn như là mít, sầu riêng để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự bình yên, hạnh phúc của gia đình. Đồng thời về mặt cảm quan, những loại quả có gai nhọn trồng sẽ không đẹp mắt và nếu đặt chung các loại quả vỏ mềm như là xoài, nho, táo, chuối cùng với những loại quả có gai thì việc hoa quả bị rớt hỏng rất có thể xảy ra. Không phải là bạn thích ăn loại quả nào thì có thể thoải mái mua loại quả ấy về dâng lên ông bà tổ tiên trước rồi mới đến mình ăn. Thật ra thì quan niệm này hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là khi bạn thích ăn các loại quả có gai nhọn như là mít, sầu riêng. Theo các chuyên gia phong thủy, những loại quả này không nên đặt lên bàn thờ, đặc biệt là trong dịp Tết, sẽ ảnh hưởng đến sự bình an của các thành viên trong gia đình cũng như là sự ảnh hưởng đến gia đạo. Dịp Tết, người dân nên chọn các loại quả có vỏ trơn láng, màu sắc tươi sáng mịn màng để thờ cúng. Nó vừa giúp mâm ngũ quả đẹp mắt hơn, bền hơn và cũng không bị tâm lý lo lắng về các vấn đề phong thủy. Hoa quả giả. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì người đã khuất chỉ ăn hương ăn hoa, cho nên hoa quả thắp hương nhất định phải là hoa quả thật, có mùi thơm. Bên cạnh đó thì hoa quả giả, hoa quả làm bằng nhựa sẽ không có sinh khí, màu sắc thì không thật, khiến cho bàn thờ gia tiên mất đi sự sinh động ấm áp. Chính vì thế, không chỉ dịp Tết âm lịch mà các dịp khác như là mùng 1 hàng tháng, ngày rằm, gia chủ không nên sử dụng hoa quả giả. Đừng vì suy nghĩ tiết kiệm muốn dùng hoa quả giả để tận dụng nhiều lần mà phạm tội dối lừa thần linh, bị coi là không tôn trọng, rất ảnh hưởng cho sự yên ấm của gia đình. Khi chuẩn bị đồ lễ cúng ngày rằm mùng 1, bên cạnh việc chọn hương hoa thì trái cây là một trong các lễ vật quan trọng phải chuẩn bị trong ngày này. Và hoa quả cúng rằm hay là ngày mùng 1 hàng tháng tuyệt đối không được dùng hoa quả giả. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì gia chủ nên chọn những loại quả mang ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc, tượng trưng để thắp hương ngày mùng 1 hay là ngày rằm hàng tháng. Việc bày hoa quả giả trên bàn thờ trong những ngày này vừa không tôn trọng thần linh, gia tiên, vừa không có lợi cho phong thủy. Hoa quả có mùi quá nồng nặc. Mâm ngũ quả trên bàn thờ phải là sự hài hòa về màu sắc, mùi vị giữa năm loại quả. Vì thế gia chủ không nên chọn các loại quả có mùi quả mạnh, át đi mùi vị của các loại quả khác như là sầu riêng, mít,
Việc để những loại quả có mùi quá mạnh không chỉ khiến cho bàn thờ mất đi sự hài hòa mà còn khiến cho khách đến thăm nhà, các thành viên trong gia đình cảm thấy không thoải mái. Khu vực thờ cúng là nơi thiêng liêng nên lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ, thơm tho. Chính vì thế, hãy nên lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng và hợp lý nhất. Đừng chọn các loại quả có mùi quá nặng như sầu riêng, dù người quá cố có thích ăn hay không. Quả mọc sát đất. Bàn thờ là nơi linh thiêng trong gia đình, chính vì thế những cúng vật dâng lên phải đảm bảo sự sạch sẽ, tinh khiết. Theo quan niệm của người dân thì những loại quả mọc sát đất sẽ thường bị ám tà khí, đôi khi trong quá trình trồng cây thu hoạch lại bị người dân hoặc là các loại động vật khác dẫm đạp xâm phạm. Chính vì thế mà các loại quả mang họ dưa như là dưa hấu, dưa gang hay là các loại quả họ cà đều không nên dùng để thờ cúng vào dịp Tết. Trái cây bị méo mó. Trái cây dùng để cúng trước hết phải đạt yêu cầu về độ tròn trịa và đều đặn, vỏ mịn, trơn láng vì chúng mang năng lượng tốt, tượng trưng cho sự suôn sẻ, thuận lợi. Ngoài ra thì tròn tượng trưng cho trời, trời tròn, đất vuông, thể hiện tấm lòng thành kính của người cúng dâng lên tổ tiên. Những quả méo mó và có nhiều vết sẹo, gai góc, quả méo hỏng là những quả sẽ mang đến nguồn năng lượng xấu, không nên bày cúng trên bàn thờ. Nếu không thì nguồn năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến tài lộc cũng như là vận may của gia đình trong năm mới. Việc thắp hương vào ngày mùng 1, ngày rằm, ngày Tết đã trở thành thói quen của người Việt nhằm cầu may mắn, bình an cho các thành viên trong gia đình. Để thắp hương thì không thể nào bỏ qua các lễ vật dâng cho thần linh. Trong đó hoa quả là lễ vật phổ biến nhất. Nó không chỉ thể hiện sự thành tâm hướng về nguồn cội của gia chủ mà còn đem lại tài lộc may mắn cho cả gia đình. Có rất nhiều loại hoa quả cho nên ít nhiều gia chủ sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn hoa quả sao cho phù hợp. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ cho các bạn những loại quả thắp hương trên bàn thờ để tài lộc vận may ùn ùn kéo đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là quả lựu. Quả lựu có nhiều hạt mọng nước, ngọt ngon nên nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, được coi là biểu tượng hóa giải, thúc đẩy vận may vì con cái. Trong phong thủy thì với những cặp vợ chồng hiếm muộn, quả lựu được coi như là một loại nước có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Lựu cũng tượng trưng cho hạnh phúc trong gia đình, sự may mắn cho con cháu. Các chuyên gia tư vấn phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc nên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gắn với hình ảnh quả lựu để thu hút sự may mắn và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Nho. Trong phong thủy, trái cây, nho tượng trưng cho sự phong phú, có nghĩa là một sự phong phú về của cải vật chất. Nho đại diện cho sự thành công đang hiện hữu trong gia đình bạn hoặc là trong tương lai không xa. Vì trong các gia đình ở Trung Quốc, hình ảnh trái nho rất là phổ biến. Đôi khi nho cũng được sử dụng như một biểu tượng phong thủy giúp hóa giải về các vấn đề sinh con, cũng như là một phương thuốc hóa hung thành cát. Đào. Đào là một trong những biểu tượng trái cây phong thủy phổ biến nhất. Nó là biểu tượng của sự bất tử. Đào cũng được biết đến trong phong thủy như là một loại quả của thiên đường vì nó nổi bật trong nhiều truyền thuyết cổ đại. Kể về các vị thần bất tử, đào có liên quan đến sự giàu có, sức khỏe, sự phong phú và tuổi thọ. Trái đào cũng được biết đến như là một biểu tượng phong thủy của tình yêu và hôn nhân. Ở Trung Quốc, tình yêu, may mắn thường được gọi là hoa đào may mắn. Cam. Sự phổ biến của trái cam trong các ứng dụng phong thủy truyền thống được giải thích bởi sự tươi mát cũng như là chất lượng của màu cam. Với biểu tượng của một loại quả trong phong thủy, người ta khuyên nên đặt chín trái cam trong phòng khách hoặc là phòng bếp để gặp may mắn và thịnh vượng. Người ta tin rằng những trái cây có múi cam, quýt, bưởi, chanh có thể xua đuổi xui xẻo nên nó thường được dùng trong các ứng dụng phong thủy truyền thống. Quả thanh long. Đây cũng là loại quả được sử dụng làm lễ vật dâng cúng cho thần linh và nhiều gia đình lựa chọn bởi thanh long mang ý nghĩa là rồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường thịnh vượng. Ngay cả màu của loại quả này cũng mang đến sự tươi mới vui vẻ. Nên khi dùng để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày lễ Tết sẽ rất tốt cho gia đình. Tiếp theo là quả đu đủ. Ngoài những loại trái cây trên thì đu đủ cũng giống như cái tên của nó vậy, là sự biểu trưng cho sự thịnh vượng đầy đủ. Những gia đình muốn có con cháu sum họp vui vẻ thì thường chọn quả đu đủ để làm lễ vật. Trên đây là những loại quả thường dùng để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày Tết đem lại may mắn. Quả Phật thủ.
Trong những năm gần đây thì quả Phật thủ trở thành loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày Tết và các ngày lễ quan trọng khác. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa thì Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ, che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều may mắn và bình an. Quả dứa. Quả dứa của miền Bắc hay còn gọi là trái thơm của miền Nam. Người Việt khi chọn trái cây làm lễ dâng lên tổ tiên cũng rất chú trọng đến tên gọi của loại quả đó có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như trong tiếng Hán, dứa phát âm như là may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, nó là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị, bởi khi đến một nơi ở mới, gia chủ sẽ mong có được cuộc sống thêm nhiều may mắn, bình an cũng như là nhiều tài lộc hơn. Vậy, tại sao ngày Tết lại bày mâm ngũ quả? Mỗi độ Tết đến xuân về, trên ban thờ gia tiên của gia đình Việt đều bày mâm ngũ quả. Đây là phong tục có từ lâu đời và trở thành nét văn hóa đẹp của người dân Việt Nam. Mâm ngũ quả có ý nghĩa rất sâu sắc và đặc biệt. Tết là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm người ta tổng kết lại một năm làm lụng cũng như là ước mong năm mới nhiều tốt đẹp hơn. Và ngũ quả chính là thể hiện cho năm ước nguyện của ông cha ta là phú quý thọ sang ninh. Ngũ quả còn thể hiện cho công sức thành quả của người nông dân sau năm dài vất vả. Nó là biểu tượng cho sự sung túc đầy đủ. Dù là ít hay là nhiều thì nhà nào cũng có mâm ngũ quả trên bàn thờ. Ngoài ra thì mâm ngũ quả đẹp ngày Tết còn thể hiện cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm hành sinh ra vạn vật cho vũ trụ nhằm mong muốn sự hài hòa, cân bằng và trọn vẹn trong cuộc sống. Ngũ quả có 5 màu tượng trưng cho từng hành, ví dụ màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa, thường thấy ở các loại táo, thanh long. Màu trắng tượng trưng cho hành kim, thường thấy ở quả lê, mận, roi. Màu xanh tượng trưng cho hành mộc, thường thấy ở quả chuối, đu đủ, na, sung, dưa hấu. Màu vàng tượng trưng cho hành thổ, thường thấy ở các loại quả quýt, cam, phật thủ, xoài, bưởi. Màu tối sẫm của hành thủy, thường thấy ở quả nho. Trong những loại quả mà phong thủy may mắn vừa gợi ý ở trên, quý vị có thể chọn ra 5 loại quả để bày lên ban thờ. Nếu gia đình nào có 5 bát hương thì được xếp theo 5 loại, gia đình nào có 3 bát hương thì sẽ sắp xếp theo 3 loại quả, cũng như là kích thước mỗi loại quả nên đều nhau. Ví dụ, mua 3 quả cam canh để chia đều vào 3 ban thì kích thước 3 quả này nên tương đồng với nhau. Lưu ý, một nguyên tắc căn bản khi thờ cúng là chỉ sử dụng số lẻ 13579. Vậy nên, đó là lý do tại sao bát hương luôn là 135, đốt hương cũng phải là 13579 que hương. Khi mua hoa quả thì nên chọn những loại quả có lá, lá trên quả cũng nên là 1 lá, 3 lá hoặc là 5 lá. Lá ở đây sẽ tượng trưng cho lộc lá và may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là những thông tin mà phong thủy may mắn vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho quý vị lựa chọn và bày trí các loại hoa quả để thắp hương vào những dịp lễ Tết quan trọng. Đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân video của phong thủy may mắn nếu bạn thấy hay và hữu ích nhé. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm của phong thủy may mắn, quý anh chị hãy liên hệ với chương trình. Quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về chương trình nhé. Và cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.